những cảnh quay tráng lệ trong Đông Cung. Mọi người thường bàn tán nhiều về diễn viên và kịch bản, nhưng mấu chốt của một bộ phim hay vẫn là người đạo diễn có tâm. Trên thị trường phim truyền hình hiện nay, có thể nói đạo diễn Lý Mộc Qua là vị đạo diễn có tâm huyết với nghề. Hai tác phẩm Đông Cung và Tư Đằng của ông gây ấn tượng mạnh bởi những cảnh quay chỉnh chu, góc máy rộng, thiên nhiên hùng vĩ không kém gì sản phẩm màn ảnh rộng. Diễn viên Trần Tinh Húc nhận xét, mỗi một khung cảnh trong Đông Cung, chỉ cần chụp màn hình lại là đã có một bức ảnh đẹp như trong sách. Đạo diễn Lý Mộc Qua cũng chia sẻ, tôi thích khung cảnh hoàng hôn, sa mạc rộng lớn hoặc thảo nguyên cùng đường chân trời. Những khung cảnh đem lại cảm giác đối lập mạnh mẽ. Khi xem Đông Cung, bạn có thể cảm nhận được thiên nhiên tráng lệ nơi Tây Lương quốc hay hoàng cung uy nghi nơi Trung Nguyên. Bộ phim được quay dưới con mắt nghệ thuật, với những cảnh quay góc rộng, độ tương phản lớn, đúng theo sở thích của đạo diễn. Đây là một trong số ít phim có cảnh quay được nhận xét là mang tính nghệ thuật cao. Đông Cung là một trong số các tác phẩm cổ trang thành công nhất trong những năm gần đây. Phim chuyển thể sát với nguyên tác, lại được sản xuất rất chỉnh chu, diễn viên chính đều là gương mặt mới, nhưng vẫn có thể thể hiện rất xuất sắc thần thái của nhân vật. Đọc đến đây, bạn chắc chắn không thể bỏ qua một siêu phẩm chỉnh chu cả phần nội dung lẫn phần hình ảnh, như Đông Cung được.